Thu xếp vô xuống. Không phải thu gì thu nữa. Thu xếp cái gì? Chú cứ mạnh dạn lên, chú không phải ngại gì cả. Biết cái nghe mẹ mà cứ nghe không. Sao không nghe? Sao lại không nghe hả bố? Bây giờ có bà Minh nhá, nếu bà Minh bảo bố đi xuống trước, bố mà nói không được là có con với bà Minh. Đấy cái tác động vào với cô ấy. Là con với bà Minh là nói, con nói kiểu gì mẹ cũng nghe là mẹ về mà, tại vì mẹ là uất ức mấy cái ngày trước bố cứ hay nói mẹ như vậy là mẹ cũng thấy tủi thân nên là mẹ giận, mẹ chắc là mẹ giận với bố ạ. Chú à? Vâng. Chú đi. Có phòng nhà. Thôi đi đây đi, bảo nói chuyện chú đi. Đi đi bộ. Đi đi đây đây. Này. Dạ. Sao? Giờ thì công ngương xong thì cái việc nó xong rồi đấy, nó sáng tỏ hết ra rồi đấy, thì xong xuống trước cô đi. Thì thứ báo bảo thì từ nọ nay thì nguyên mải chỗ ngủ này. Ê, rồi mà. Xuống được đâu? Thôi thì bây giờ ấy, thôi. Cái việc nó sáng tỏ hết ra rồi đấy. Mà cô ấy thì không từ trước đến giờ thì cô ấy không có cái tính thoái như vậy. Mà chú là cũng chỉ vì nghe người ta đấy. Thì thằng Hùng nó làm ra như vậy thì bây giờ là cô ấy thì cô ấy oan ức. Thì bây giờ thôi thì là chú xuống đi. Xuống đi là vợ chồng nói chuyện với nhau thì mà rước cô ấy về đi. Để cứ vậy được đâm ra cô ấy cứ để ý để tứ chú để lâu ra để vợ chồng lại khó. Thì nói rồi từ trước nay thì không biết là nhà nhà em có tính như vậy đâu. Đấy. Nhưng mà khổ cái là cái ảnh đấy nó cứ quá giống mình bị biết làm sao được. Ê dồi ôi chú ơi, bây giờ thời đại giờ nó tiên tiến, nó làm cái gì thì nó cũng giống vậy. Vâng. Chẳng có cái gì nó không làm được đâu chú ạ. À. Vậy nên là cái hôm mà tôi nói thật với chú, cái hôm mà nó nói chuyện với cái thằng nào ấy tôi không biết, nó nói chuyện điện thoại ấy. Thế là tôi với đứng tôi rình nó bảo là cái ảnh cái ống thì thôi, là tôi nghe thấy cái ảnh đấy là tôi với rình, tôi rình xem là thằng này nó nói cái gì. Thế là tôi thấy nó bảo là ủa ôi ảnh đẹp lắm mà giống lắm. Thì coi như là tiền nong là xong xuôi rồi đấy nhá, còn như thế nào là anh em nói chuyện sau. Thế là tôi sấn nghe vào, tôi sấn nghe vào, tôi bảo ơ cái thằng này sao mày hay vậy, cái việc của gia đình nhà chú Thoan mà anh trai mày như vậy mà sao mày phá gia đình nhà người ta, mày phá hết con giờ mày phá đến vợ chồng nhà cô chú ấy. Mày mà không lên nói chuyện mà xin lỗi cô chú ấy để coi như người ta tan cửa nát nhà là tao lên tao nói chuyện với thằng Hồng Anh với con ngoại là mày chết. Nên là nói thật với chú là tôi thì tôi không muốn là một đằng con mà đằng cô chú, nhưng mà cái gì nó đúng là tôi cho nó đúng chú ạ. Nên là tôi đấy lên bệnh định lên nói chuyện với cô chú để chú khỏi hiểu nhầm cô ấy. Nhưng mà đấy chưa đi thì là nó rói mẹ chân mói tay, nó vất lên giường nó bịt cái mồm lại là từ đấy đi không biết cái mô tê gì nữa. Nên là cô chú hiểu lầm nhau là coi như là tôi thấy là xong xuôi đâu đấy, tôi tỉnh là con ngoài nó nói là bố mẹ cháu như vậy đấy, ly dị nhau rồi là được ký rồi nhưng mà chưa đưa lên tòa. Tôi bảo chưa lên tòa là được rồi. Bây giờ thì cái đơn đấy chính xác là em biết là nhà em ký rồi. Ký rồi nhưng mà cứ để trong kia cái kịp đưa đi đâu đấy. Vậy nhiều nên, chuyện nó xảy ra ấy. Đấy, vậy nên là tôi bảo chú rồi, bây giờ vợ chồng với nhau thì thôi thì chú cứ xuống đi. Xuống đi thì là nói chuyện đi thì là vợ chồng, mà cái này là ở chú đấy. Chú xuống nói với cô nào để cho cô về, nếu mà cô quá căng thì là đã có tôi với lại bà con Hoài nữa là xuống nói với chú với cô ấy là để cho cô về. Thì bà bảo em muốn vậy nhưng mà không biết nhà em cứ nghe không. Sao không nghe, chú cứ xuống đi, chú cứ mạnh dạn đi xuống đi, xin lỗi đi. Bây giờ vợ chồng với nhau chẳng có cái gì, cái câu xin lỗi chồng nó ngại gì cả. Thôi chú cứ xuống đi, thôi thì không thôi anh không cứ như vậy, nhưng mà bây giờ thằng Hùng nó làm ra như vậy thì anh hiểu lầm thì thôi thì cứ xin lỗi cô một vài câu là cô ấy tha thứ, có cái gì đâu. Thì hôm bá nghe được như vậy thì bá kịp lên đây thì tốt quá cái gì tốt được. Quá, không, nhưng, không, nhưng mà chú bảo nó chuyện gì xảy ra nó hại hết cô chú như vậy, Hồng Anh rồi cùng vợ chồng nhà cô chú như vậy. Nó hại cả đến tôi thì cái chú bảo còn gì nó là cái tính người cái thằng đấy nữa. Nên là tôi nói thật với chú, tôi cá tức nó lắm, tôi căm nó lắm, nhưng mà thôi chỉ cái vì con mà nói thật với chú là lên viện là phải chăm bẵm nó cho nó khỏi đi đã. Rồi về sau này nó như thế nào thì là coi như là xử lý nó sau, chứ còn nói thật với chú chứ. Thôi thì cũng mất cái công nuôi nó. Mấy chục năm rồi chả nhẽ bỏ nó chết à? Không đành chú ạ. Thôi thì cũng phải cứu lấy nó đã, còn thì là nó như thế nào thì là về là mẹ con là xử lý sau. Nên là cốt hơn hết ý, cái này là phải chú mạnh dạn lên. Không có cái gì cả. Phải nghe chú phải mạnh dạn lên có cái gì xuống thì... đấy. Vâng thì cũng nói chuyện với
vợ đấy, chồng nói nhau thì nó dễ không mà, gì bao nhiêu chứ, bác bảo bao nhiêu chuyện xảy ra, đặc biệt chú chủ yếu là chuyện chú Hùng thôi. Ừ. Vâng. Đây nó cũng lấn quấn về cái việc của nó. Lấn quấn linh tinh. Nên là thôi thì vâng, chú có thế, chú cứ xuống. Bảo mình ngồi xuống lên là bảo mình. Ừ, bác là lên. Đang nói chuyện gì hồi nào đấy? Đấy nói chuyện cái chỗ mẹ mày đấy. Để bảo bố xuống bà đi. Bà Minh bảo bố xuống, xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ như thế bố ơi, bà Minh nói đúng đấy bố. Bây giờ nhà mình bây giờ bây chuyện rõ ràng rồi. Bây giờ bà Minh nói là cũng lộ hết rồi đây. Thì bố xuống bố khuyên mẹ đi để về trên này đi. Bố cũng muốn xuống từ lâu rồi. Nhưng mà vì cái nhà mình bao nhiêu chuyện xảy ra, mới đặc biệt chỗ ông Hùng. Rồi là đi viện đi viết linh tinh. Thế nên đã kịp xuống đâu. Con biết bố mấy hôm nay bố cũng không ăn không ngủ suốt ngày ở trên viện với bà này, vì cả bà Minh là trông nó ở trên đấy ấy. Nên là thôi bây giờ chuyện nó xong rồi, chắc nó cũng không ở nhà mình nữa, là nó cũng về trên dưới nhà bà đâu đúng không? Thì thôi bố xuống khuyên mẹ đi để cho mẹ về đi bố. Ừ thì được, bố cũng ừ thôi đi, để bố thu xếp bố xuống. Không phải thu gì thu nữa. Thu xếp cái gì chú cứ mạnh dạn lên, chú không phải ngại gì cả. Không biết cái mẹ mà cứ nghe không. Sao không nghe? Sao lại không xuống hả bố? Bây giờ có bà Minh nhá, nếu bà Minh bố đi xuống trước, bố mà nói không được là có con với bà Minh. Đấy tác động vào với cô ấy. Là con với bà Minh nói, con nói kiểu gì mẹ cũng nghe là mẹ về mà. Tại vì mẹ là uất ức mấy cái ngày trước bố cứ hay nói mẹ như vậy là mẹ cũng thấy tủi thân nên là mẹ giận, mẹ chắc là mẹ giận với bố ạ. Thôi thì cứ như ba với nói như ngoài là đúng. Dạ vâng. Là tính nhà em có cái như nó không có như vậy. Từ xưa đến nay như vậy đâu. Dạ vâng. Ốc là đúng thôi. Là ảnh như cái mình biết đâu. Đây. Bây giờ công nghệ như thế nào mình biết đâu, nó giống như thế. Chú bảo như nó cần thuê người về đánh ghét như vậy. Vâng. Nó thuê người đánh ghét thì như thật như vậy thì đúng đến lúc mà chú bà đấy ở đâu đánh như thật vậy, đánh vâng, như kiểu đánh ghen thật vậy mà mẹ mình có như vậy đâu. Mà đánh ghen thì đúng như thật vậy thì làm gì chú chả phải tin tưởng. Vâng. Đấy, nên là nhưng cái đấy chú không tin tưởng không được cơ. Vâng. Tại vì đúng như thật như vậy thì chả tin tưởng thì làm sao. Đúng quá thì mà, đúng vậy. Mà không có thì chẳng ai ta đến người ta đến nhà. Đấy. Mình đến như vậy. Và tự dưng lại cần biết cả nhà cả ấy, xong đến đây xong biết cả mẹ con luôn, xong tự dưng cũng lo một cái ảnh giống y xì như vậy lôi ra. Thì là nó là cái gì nữa giống quá đúng là nghi ngờ. Đúng lý ra chỉ có một cái ảnh đưa cho chú thôi. Đúng mà rồi. Sao cái con kia nó lại có cái ảnh đấy đúng nữa. Đúng rồi thì à, vậy mình thì tin. Nữa. Nên là như vậy nên là thôi là chú không phải ngại ngúng gì, chú cứ xuống đi. Mà rước cô ấy về đi để vợ chồng đoàn tụ nói vậy là còn có vợ chồng rồi còn con cái nữa chứ. Cần lo lắng cái chừng đầu ăn để chi gia đình đoàn tụ để nên yên tâm mà làm ăn, cái đặc biệt quân này cũng yên tâm mà làm ăn. Vâng. Chứ suốt ngày lục đục gia đình nên rồi là mình không thế rồi là hàng xóm nó nhìn vào nó lại khó. Một là vậy, hai nữa là chính cái cô không có mà chú làm ra vậy thì dân làng người ta đánh giá chú thôi chứ không đánh giá cô ấy đâu. Bây giờ người ta mới bộc lộ hết ra đâu. Còn Hùng bây giờ cái việc to việc nhỏ là tôi nói thật với chú. Đây đây héo người ta biết hết rồi. Hết mà tôi biết tôi nói ra là coi như là nó cũng sợ rồi nên là nó không có ấy nữa đâu. Vậy. Nên là thôi cố cốt hơn hết chú cứ xuống mặt rước cô ấy đi. Đấy, bây giờ được cái không là ở chú là đấy. Bây giờ bố phải dùng nói chuyện với mẹ để cho mẹ về trên này nhà bà Minh nhỉ. Đúng rồi. Còn cứ để cho mẹ ở dưới đấy thì thằng Hùng bây giờ giải quyết thì giải quyết xong rồi. Bây giờ nó cũng chẳng bây giờ là vợ chồng chú ấy mà nói với nhau thì nó dễ. Dạ vợ vâng. Chồng à? Dạ thì vâng. Lúc nọ lúc kia chứ ai mà nắm thì tay không phải đến tới. Thì sợ là bố không nói được nên là cần với bá cháu mình xuống để nói vào cho mẹ để mẹ về thôi. Còn nếu mà mẹ bố mà không định được mẹ ấy mẹ đấy. Vậy là nếu bố bây giờ con thân chú là chú phải đúng định đoạt đi. Đúng nói rồi. Với đàn bà vậy nhưng mà người ta ưa định ấy. Dạ vâng. Chỉ năm ba câu là người ta ấy ngay, người ta dạ không vâng. Có giận dai đâu. Dạ vâng. Ngại căn bản là bố không phải ngại gì cả. Tí nữa nhá. Chú không phải đi làm về. Chú không có phải bố đi thử phóng hàng xe dừng đấy luôn. Chú cứ đi xuống đi nói chuyện đi. Thôi bây giờ thôi thì bây giờ tôi thì tôi cũng có cái sai của tôi. Thì cái như là bây giờ là tôi xuống thì tôi xin lỗi em hay là bà gì đấy, đấy là thuần của chú nói. Ờ thì coi như là để về đi để vợ chồng là bảo nhau làm ăn với lại con nó còn có bố có mẹ. Bây giờ em cứ đi như vậy là coi như ở nhà coi như là làm không làm được mà con cái nó cũng khổ lắm. Nên là đấy, sao nó khéo khéo một tí. Tí nữa mẹ đi làm về bố xuống luôn đấy. Ừ thì tí mẹ chú cứ đi xuống đi. Cứ xuống, nếu bố mà không nói được, cô không nghe ấy là chúng thôi vào là tôi nói đỡ cho. Nghe chưa? Đấy, nói đỡ với cô đi vào trong nhà bật quạt ngồi cho mát thì để tí nữa đợi bố báo tin vui vui vẻ cho mẹ.